Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với chuyên mục Điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Hy vọng quý vị sẽ có được những thông tin thật hữu ích. Và ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần tin chi tiết. Vợ Vân Quang Long chính thức xin lỗi chồng và bố mẹ chồng, giải thích ngọn ngành loạt thông tin bị đấu tố trên mạng xã hội. Sau một thời gian giữ im lặng, vào tối ngày 11 tháng 1, Linh Lan vợ của Vân Quang Long đã lên tiếng chính thức giải thích rõ về mọi chuyện và xin lỗi bố mẹ chồng theo đó linh lan cho biết dù mình không hoàn toàn sai nhưng vì mong muốn vân quang long được ra đi thanh thản nên cô nhận hết lỗi sai về mình cô buồn bã chia sẻ rằng hiện tại bản thân không còn mặt mũi nào ra đường sau những lời chèm pha chỉ trích từ cộng đồng mạng linh lan lo lắng con gái sau này khi đọc được những tin tức không hay về mẹ ngoài ra cô khẳng định không lấy cắp túi sách hàng hiệu cũng không kêu gọi từ thiện miền trung như lời đấu tố trước đó về loạt tin nhắn kêu gọi anh em bên Mỹ hỗ trợ quyên góp, Linh Lan khẳng định mục đích là vì cô muốn sửa lại căn nhà đã hỏng hết cho dì của mình. Đáng chú ý, sau nhiều ngày vướng lùm xùm, Linh Lan chính thức lên tiếng xin lỗi bố mẹ chồng và nghệ sĩ Vân Quang Long. Hiện chia sẻ của Linh Lan đang thu hút rất nhiều sự chú ý đến từ cộng đồng mạng. Nguyên văn bài viết của Linh Lan như sau, bữa giờ Lan không muốn lên tiếng vì chỉ muốn im lặng để bình tâm lo cầu siêu cúng thất cho anh Long, cũng như để nhìn nhận lại mọi việc mọi cái sai hay cái đúng của mình cho dù lan không hoàn toàn sai nhưng vì để anh long ra đi thanh thản lan chấp nhận sai hết tất cả vì muốn cho ba mẹ anh long không bị cộng đồng mạng hiểu lầm và chỉ trích nữa dù sao ba mẹ cũng là người lớn tuổi và cũng là đấng sinh thành của anh long lan chỉ mong anh được an lòng ra đi thanh thản nhẹ nhàng xin mọi người hãy dừng lại từ đây và đừng chỉ trích cũng như đừng nói ai đến gia đình của anh long nữa vì đây là chuyện riêng của gia đình nên hãy để cho gia đình tự giải quyết với nhau ba đứa con của anh long vô tội lắm lớn lên mà đọc được những thông tin không hay thì rất là tội nghiệp cho các con lan có đọc hết những gì mà mọi người nói về lan có những thông tin hoàn toàn không chính xác làm lan rất buồn và đau khổ Lan tự hỏi tại sao lại dùng mình vào con đường cùng như vậy. Lan không còn mặt mũi nào đi ra đường. Còn ai dám nhận Lan vào làm khi họ thấy thông tin xấu về Lan đầy rẫy trên mạng? Rồi Helen sẽ ra sao khi lớn lên đọc những thông tin không hay về mẹ của mình? Lan không còn tha thiết sống ngay lúc này. Lan rất buồn, thực sự không có muốn tranh giành gì hết. Lan chỉ muốn mọi chuyện nên dừng lại tại đây, để Lan sớm lấy lại tinh thần lo cho con. Lan mong mọi người hãy nhìn nhận về hai phía lan biết lan sai khi đối xử với anh long chưa tốt vì lan quá yêu anh lan ghen và lo cho cuộc sống của anh nên nhiều lần cãi nhau và không muốn anh nhậu nhiều lan chưa từng làm gái cũng không ăn cắp và cũng không kêu gọi từ thiện miền trung nào cả đến lúc nhà của dì hư hết lan mới kêu gọi bà con cùng với lan chung tay xây cho dì cái nhà lúc đó anh long là người biết chuyện này Lan có kêu gọi anh em bên Mỹ nhưng cũng có người góp người không. Đa phần những người không trả lời tin nhắn là không góp, chỉ được vài người có phần góp thôi. Xong rồi anh Long là người gửi số tiền từ thiện về cho Lan. Giấy tờ Lan còn giữ ở đây, không như thông tin trên mạng đưa ra là 200, 300, 500, 700 đô gì đó. Thông tin đó là hoàn toàn không đúng sự thật, Lan nói ra hoàn toàn là sự thật. Với lại nếu Lan có ăn cắp túi gì đó làm sao Lan can đảm đeo công khai trong đám hỏi của mình. Cái túi đó là anh Long đưa cho Lan, Lan đọc được mọi người chửi Lan rất nhiều, Lan rất buồn. Lan không hề làm vậy. Lan nói sai, Lan sẽ bị hậu quả trừng phạt. Lan xin thề tất cả những gì Lan nói đều là sự thật và thật tâm Lan đang làm. Cuối cùng con xin chân thành xin lỗi ba mẹ và xin lỗi anh Long thật nhiều, cũng như mong mọi người hãy dừng lại để cho anh được ra đi thanh thản. Đây cũng là lần cuối cùng Lan nói và xin chấm dứt từ đây. Mong đừng ai nói gì nữa. Nếu còn ai xúc phạm danh dự và bôi nhọ về Lan hoặc gia đình hai bên, thì Lan sẽ nhờ đến pháp luật can thiệp. Lan xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người. Phạm Thanh Thảo tiết lộ con gái lớn của Vân Quang Long không dám đi học, lộ tin nhắn xin lỗi của Linh Lan. Câu chuyện về gia đình của cô ca sĩ Vân Quang Long đến giờ vẫn chưa được im lặng. Nhiều út khúc bên trong còn được hé lộ ra từ những người thân thiết nam ca sĩ chia sẻ trên trang cá nhân. Vài ngày qua, khán giả tức giận khi thấy phía gia đình Vân Quang Long không nhận con dâu, nói lời phủ phàng và ai cũng thấy thương cho than phản phụ nữ ở lại nuôi con nhỏ. Bên cạnh đó, vợ hai của cố nghệ sĩ còn bị tố hỗn hào với bố mẹ chồng, không để Vân Quang Long gặp con khi chưa gửi tin. Phạm Thanh Thảo và những người thân thiết bên cạnh của ca sĩ cũng đã tiết lộ nhiều sự thật về vợ hai của Vân Quang Long. Mọi người cũng hy vọng mẹ Helen đừng diễn kịch, hãy sống đúng lương tâm của mình, đồng thời để chồng có thể ra đi thanh thản hơn. Không những thế, mới đây trên trang cá nhân Phạm Thanh Thảo cũng cho biết mình đã làm tròn nghĩa vụ để giúp đàn anh đã khuất những gì chưa thực hiện được. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn tiết lộ thêm về hai con của vợ đầu Vân Quang Long, Trắc Khi và Trắc Kỳ cũng rất đáng thương, nhất là bé lớn, bị áp lực khi đến trường, bị mọi người liên tục do hỏi chuyện bố mắt, không dám đi học. Phạm Thanh Thảo đã hé lộ dòng tin nhắn, mọi người tò mò đoán có phải lên lan nhắn đến chăng. Và cuối cùng, con chân thành xin lỗi ba mẹ và xin lỗi anh Long thật nhiều, cũng như mong mọi người hãy dừng lại để cho anh được ra đi thanh thản. Cô xúc động viết, chỉ muốn đọc chỗ cần phải đọc, Long ơi, em và các anh em đã hoàn thành nhiệm vụ nha Long. Anh lên thiên thì phù hộ cho ba mẹ và ba đứa nhỏ nha. Nhất là Kỳ Kỳ và Trắc khi vì tụi nó đã lớn và biết suy nghĩ sâu xa cả rồi. Tụi Kỳ Kỳ không dám đi học vì vô trường gặp ai cũng hỏi đủ chuyện. Nó còn quá nhỏ để chịu áp lực này. Anh lên thiên thì giúp mọi việc nhanh nhanh nha anh. Em nghĩ anh cần làm nốt việc này rồi hãy đi đó anh. Mấy anh chị em thắp cho Long nén nhang hoặc gửi một lời cầu nguyện cho Long giúp em cảm tạ mọi người. Không chỉ thế, trước đó nữ ca sĩ vô cùng bức xúc khi bị một youtuber đã đưa sai sự thật, đồng thời còn tố cô là hai mặt bên vực vợ, vợ hai của Vân Quang Long. Nhưng Phạm Thanh Thảo viết những chia sẻ đó chỉ mong Linh Lan hãy suy nghĩ lại và quay về làm một người mẹ và vợ tốt để chồng yên nghỉ. Em đang đàn nói cái gì mà tôi không hiểu gì hết vậy, cái gì mà dương cờ trắng, cái gì mà bên vật Linh Lan, không bao giờ nhé, muốn nói nữa tôi nói cho mà nghe, bữa giờ không muốn nhắc tới em rồi, bớt tào lao lại nhem, bày đăng vừa rồi ý tôi là Linh Lan không có giấy tờ hôn thú gì với Lau cả và đã chia tay Long cả năm nay nên đừng có mặt khóc lóc giả tranh giả nghĩ yêu thương gì khi Long nằm xuống. Thêm nữa đòi chia tiền phung điếu này nọ. Ủa tưởng nhiều hả? Ông Long ổng nợ nhiều lắm nè. con muốn chia để trả nợ phụ không? Thêm nữa tài sản Long bên này nhiều lắm hả em? Làm Youtube như em chỉ biết bóp méo sự thật mà câu vêm câu like chứ có đi tìm hiểu sự thật là cái quái gì đâu. Hình Long chụp với xe nói thẳng ra luôn bên này mua 200.000 đô đó về tới Việt Nam thêm bao nhiêu nữa tự em tính nha, nhưng mà xe đó là của chồng tôi nhé, mắc gì đưa lên nói tài sản của Long, em làm Youtube mà không có tâm vậy em. Nói chuyện đúng không nói toàn đi hướng dư luận nghe chuyện sai như vậy, tiếp nữa tôi nói Long vẫn yêu thương và đi làm gửi tiền về nuôi mẹ con lên lan, trong khi em ấy nói hỗn hào mắt dày là để cho mọi người thấy cái tỷ lệ nghịch giữa hai bên, em có hiểu không? Em ăn cái gì mà não ngắn vậy em? Hay em cố tình muốn nói đúng thành sai, từ đầu đến giờ tôi không hề bên Linh Lan em nhé. Tất cả các trạng thái của tôi đều muốn mọi người hiểu cho rõ con người Linh Lan thế nào và tôi muốn em ấy nhận ra cái sai của mình để xin lỗi ba mẹ anh Long, em hiểu chưa em? Em ấy đâu phải ngôi sao mà lần đầu về nhà Long đã sai Long đi giặt đồ. Như người ta biết Khô nay lại làm như vậy trước mặt ba mẹ chồng trong lần đầu gặp mặt, em rất tào lao nha em xin em vui lòng xóa ngay clip nhảm nhí đó của em nhé. Nếu không tôi sẽ nhờ luật sư của tôi lên tiếng, trang trọng gửi đến em, nữ ca sĩ bức xúc nói đến người làm cho tốt, đưa sai sự thật.